Xin chào câu lạc bộ 5 giờ sáng đọc sách của cộng đồng DBS. Ngày hôm nay là Hoài sẽ thay mặt cộng đồng DBS đọc cho chúng ta cái cuốn sách đó là Nghệ thuật bán hàng bằng câu chuyện. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi về cái phần số 2, đó là vì sao mà cần kể những cái câu chuyện bán hàng. Thì hôm trước chúng ta đã được học đó là kết cấu của một câu chuyện, đó là gồm có 6 cái yếu tố. Cái thứ nhất đó là về thời gian. Cái thứ hai là về nơi chốn. Cái thứ ba đó là về nhân vật chính. Cái thứ tư đó là trở ngại và thách thức gì. Cái thứ năm đó là mục tiêu. Và cái thứ sáu đó là các sự kiện diễn ra như thế nào. Vậy thì câu chuyện nó sẽ khác đối với những cái tự sự như thế nào? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu thêm vì sao mà chúng ta phải cần kể những cái câu chuyện bán hàng ha. So với các hình thức giao tiếp khác được dùng trong kinh doanh, việc kể chuyện có kha khá lợi ích độc đáo. Nó có thể giúp nắm bắt sự chú ý của người mua và thiết lập mối quan hệ qua lại giữa hai bên. Nó kết nối những khu vực ra quyết định trong não bộ của người mua và giúp cho bạn cũng như sản phẩm của bạn dễ được ghi nhớ hơn. Nó thật sự có thể nâng cao giá trị cho sản phẩm của bạn hoặc làm bật lên ý chính của bạn bằng cách chuyển nó sang một bối cảnh khác. Các câu chuyện mang tính chất lan truyền và lan tỏa theo hình thức truyền miệng. Chúng khiến bạn trở nên độc đáo và nổi trội hẳn lên so với các đối thủ cạnh tranh. Và không giống như một bài thuyết trình, người mua của bạn thực sự muốn bạn kể những câu chuyện cho họ nghe. Cuối cùng, so với việc bấm lật qua các slide cho một bài chào hàng, thì kể chuyện thật đúng là vui hơn đối với cả bạn và khách hàng của bạn. Đó, thì ngay cái chương sách đầu tiên chúng ta đã hiểu vì sao mà cần phải kể chuyện, đúng không ạ? Câu chuyện nó sẽ mang cho cái bài bán hàng của ta, nó mang tính độc đáo hơn, dễ thu hút hơn, và nó làm cho người mua người ta cảm thấy là dễ tiếp cận hơn và thân thiện hơn ha. 10 cái lý do vì sao mà chúng ta nên kể những câu chuyện để chúng ta bán được nhiều hàng hơn ha. Đây là 10 cái lý do này cả nhà ghi này. Cái lý do thứ nhất đó là các câu chuyện giúp người mua thư thái và hoàn toàn tập trung lắng nghe. Trong cái cuốn sách ấy, đó là Nghệ thuật chốt đơn hàng trong 60 giây. Chuyên gia bán hàng Kevin Joker sau khi quan sát hầu hết người mua thì đã biết rằng chỉ thoáng thấy một bài văn chào hàng đang được ném về phía bạn thì cánh cửa lý trí của bạn liền đóng sầm lại. Tức là sao ạ? Tức là khi mà chúng ta thấy một cái bài mà diễn thuyết về bán hàng thì tự nhiên não của chúng ta sẽ không muốn lắng nghe và đóng sầm luôn lại, đúng không ạ? Việc kể chuyện có tác dụng tốt, chính xác bởi vì nó không có vẻ gì là một bài chào hàng đối với người mua. Cũng giống như một câu chuyện không giống với bài giảng đối với một sinh viên. Cho nên trong cả hai trường hợp, người mua và sinh viên đều mở rộng tâm trí và hoàn toàn lắng nghe. Tức là sao? Tức là cái khi mà chúng ta kể câu chuyện thì nó sẽ giúp người mua người ta thư thái hơn, người ta dễ tiếp cận hơn so với một bài diễn thuyết, thuyết trình một bài chào hàng, đúng không ạ? Đó là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai là các câu chuyện giúp xây dựng các mối quan hệ vững chắc. Một cách kỳ diệu, việc kể chuyện gần như thiết lập được lòng tin là nền tảng của các mối quan hệ tốt đẹp. Thì có một cái cuộc khảo sát như thế này.
Một bản khảo sát hồi năm 1999 của New York Times á, CBS, tức là cái một cái tòa, tức là một cái lĩnh vực người ta đã hỏi như thế này này. Với loài người nói chung, bạn nghĩ có bao nhiêu người đáng tin cậy? Câu trả lời trung bình là 30%. Sau đó là tổng số những người mà bạn biết, bạn nghĩ bao nhiêu người đáng tin cậy, thì câu trả lời tăng vọt lên đó là 70%. Nó cho thấy điều gì? Nó cho thấy người không quen bạn thì ngầm định sẽ không tin tưởng bạn, nhưng những người quen bạn thì mặc định là sẽ tin bạn, trừ khi bạn cho họ lý do khiến họ không tin tưởng mà thôi. Việc kể một câu chuyện có thể đưa bạn từ 30% lên đến 70%, vì nó cung cấp một cái nhìn thoáng qua, rất riêng tư, rất thân thiết và có lẽ trọng yếu vào thế giới của bạn. Việc đọc các sự kiện trong bản lý lịch của bạn không thực tình khiến ai đó biết rõ hơn về bạn và dành đủ thời gian cho nhau, có thể tốn đến vài tháng hoặc nhiều năm. Một câu chuyện là khoảng cách ngắn nhất giữa việc là một người xa lạ và là một người bạn. Đó, thì chúng ta đã hiểu về cái tính chất kể câu chuyện chưa ạ? Tức là kể câu chuyện nó sẽ giúp tăng từ tỷ lệ, tức là tỷ lệ tin tưởng từ 30 lên đến 70%. Vì vậy mà chúng ta phải học bằng cách là kể các câu chuyện ha. Thì cái câu mà đầu tiên làm bạn, sau đó bán, sau đó mới bán, bây giờ thực sự nó đang được ứng dụng trong cái việc mà chúng ta kể chuyện, đúng không ạ? Cái thứ ba đó là việc kể chuyện tác động tới khu vực thực sự đưa ra quyết định trong não bộ của bạn. Phần lớn nghiên cứu khoa học nhận thức trong vòng 2 thập kỷ qua cho biết con người thường đưa ra những quyết định về tiềm thức, cảm xúc và đôi lúc thiếu lý trí ở bộ phận trong não bộ, và sau đó là điều chỉnh các quyết định một cách lý trí và logic bằng một bộ phận khác. Cho nên nếu mà bạn đang cố gắng tác động lên quyết định của người mua thì việc chỉ dùng sự thật và các lý lẽ lý trí là không đủ. Bạn cần gây ảnh hưởng tới họ về cảm xúc, và các câu chuyện chính là phương tiện tốt nhất để bạn làm điều đó. Ha. Rất là tuyệt vời. Và cái thứ tư đó là câu chuyện khiến khách hàng dễ nhớ bạn hơn, ý kiến của bạn và sản phẩm của bạn hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy các sự việc dễ nhớ hơn nếu chúng được gắn với một câu chuyện hơn là được truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào. Đó. Ví dụ như thế là giáo sư Chip Hale của Đại học Stanford yêu cầu sinh viên trình bày về tội phạm trong vòng 1 phút. Trung bình thì sinh viên sử dụng khoảng 2,5 số liệu thống kê trong bài trình bày, trong khi chỉ 1 đến phần 10 sinh viên kể một câu chuyện. Nhưng khi sinh viên được yêu cầu nhớ lại các bài phát biểu thì có đến 63% nhớ được các tình tiết của các câu chuyện. Chỉ có 5% là nhớ được cái con số thống kê bất kỳ mà thôi. Tuyệt vời đúng không ạ? Bạn có thể nhớ được, nhưng mà có lẽ là bạn sẽ phải mất vài phút để lặp lại vài lần và tập luyện mới nhớ được chính xác. Thì tức là khi mà chúng ta kể một cái câu chuyện á, thì khách hàng người ta dễ nhớ tên bạn hơn. Ví dụ như thế là tôi năm nay bao nhiêu tuổi này, tức là mình đã xác định là danh tính của mình là bao nhiêu tuổi này, đúng không? Tôi tên là gì này, tôi quê ở đâu này, tôi đến với công việc này như thế nào. Thì khi mà mình kể chuyện như vậy thì mình đã có một cái danh tính nó cụ thể của mình rồi. Thì khi mà cái người người ta được nghe á, mà người ta
thấy là cái tức là cái cảm xúc của người ta và cái hoàn cảnh của người ta nó đồng điệu với bản thân của mình thì người ta nhớ luôn, người ta nhớ luôn và ngay đó. Và cái mục số 5, kể câu chuyện thực sự nâng cao giá trị sản phẩm của bạn đang bán. Cái này quan trọng này. À, tháng 7 năm 2009, nhà báo Rob Walker và là tác giả của John Gein đã tiến hành một thí nghiệm đáng chú ý này. Họ mua 100 món đồ bình thường đã qua sử dụng từ các cửa hàng đồ cũ và hàng thanh lý. Một chai đựng bi, một chiếc nhiệt kế thực phẩm, một cái chày gỗ, một con ngựa đồ chơi màu trắng, một cái mở nắp chai, một hạt rẻ hình ông già Noel, vân vân. Mỗi sản phẩm là có giá trị trung bình là 1,29 đô la. Tiếp theo là họ yêu cầu các tình nguyện viên viết những câu chuyện hư cấu ngắn về từng sản phẩm. Giả dụ như đi kèm với một chú lợn thì tiết kiệm bằng gốm này. Một tác giả viết câu chuyện từ góc nhìn của một bé gái nghĩ chú lợn tiết kiệm bị yểm bùa. Mỗi một lần lĩnh lương á là bố cô bé sẽ về nhà và nhét một nửa số lương vào chú lợn, chỉ để chứng kiến chỗ tiền giấy trong bụng lợn biến thành tiền xu và cuối cùng biến mất trong một tuần. Sau đó là Walker và Gen đưa từng món đồ lên bán trên eBay. Nhưng thay vì đặt một đoạn miêu tả đơn giản bên cạnh hình ảnh của món đồ, họ chỉ để câu chuyện tưởng tượng được viết trên đó. Họ rất là thận trọng để đảm bảo làm rõ ý rằng câu chuyện thuần túy là hư cấu để không ám chỉ rằng món đồ được bán. Theo cách nào đó, lại đặc biệt hơn một món đồ gia đình bình thường như có vẻ ngoài nó vậy. Và trong vòng 5 tháng, toàn bộ 100 món đồ đó đã được bán hết. Các nhà thí nghiệm ban đầu đã trả 128,74 USD cho các món đồ, nhưng giá bán đã thanh toán trên eBay tổng cộng là 3.612,51 USD, tăng 2.800% giá trị. Đó, mọi người sẽ thấy là từ một cái sản phẩm mà chỉ để kể một câu chuyện qua cái hình ảnh tưởng tượng trên cái eBay thôi. Tức là cái điểm số 5 này là nâng cao cái giá trị sản phẩm bạn đang bán. Tức là nếu như khi mà bạn đặt cái vị trí sản phẩm của bạn ở ngoài chợ chẳng hạn thì cái giá trị nó khác. Và khi mà chúng ta đặt ở siêu thị giá trị nó khác, mà khi chúng ta đặt ở một nhà hàng nó khác, đúng không ạ? Thì cũng trong câu chuyện này nó cũng hướng như vậy. Tức là thay vì bán ở ngoài chợ thì là người ta đã bày bán món đồ này ở trên một cái trưng bày, đó là trên eBay. Cho nên là món đồ được bán với cái giá trị rất là cao. Và đặt những cái câu chuyện này, này liên tưởng đến cái cảm xúc, liên tưởng đến cảm xúc của người mua ha. Đó là những hình thức kể chuyện biến những đồ tầm thường thành có ý nghĩa. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thì tí nữa chúng ta sẽ thực hành kể chuyện bán hàng, bán mà nhưng không bán ha. Kể chuyện làm bật lên ý chính của bạn bằng cách chuyển nó sang bối cảnh khác. Nó như thế này. Tức là trong mấy cuốn sách tuyệt vời và không được đánh giá đúng mức á, Storyteller và HTL tạm dịch là những cái câu chuyện linh hoạt và bộ khuôn mẫu. Dennis và Linigan đã miêu tả khía cạnh này của nghệ thuật kể chuyện hoạt động tương tự như một nhiếp ảnh gia sử dụng màn vây, chính là tấm phông nền cong màu trắng để nhân vật chính đứng ở giữa trước mà bạn nhìn thấy trong phòng chụp ảnh. Mọi thứ mà họ chụp ở phía trước đều vô cùng sắc nét và rõ ràng. Từng chi tiết được nhìn thấy vì không có gì khác làm sao nhãng. Trong trường hợp của chúng ta, ta cần phông nền cho câu chuyện nhằm đưa ra một bối cảnh trong đó hành động có thể diễn ra bằng cách biến nó thành lạ lùng, siêu thực hoặc lập dị. Chúng ta nhắc cho người nghe rằng phần lớn ở trung tâm chính
là đoạn họ cần chú ý. Và chúng ta sẽ thấy này, Mickhe là người đã chứng kiến sức mạnh chuyển dịch bối cảnh, ngữ cảnh, khung cảnh, phạm vi của câu chuyện trong nhiều năm. Mickhe là nhà sáng lập của công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên đào tạo nhân viên cấp cao ở Colombo, OC. Kể từ khi mà thành lập công ty năm 2004 ấy, ông giảng dạy về nghệ thuật lãnh đạo, tầm ảnh hưởng và các kỹ năng giải quyết vấn đề cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên khắp thế giới. Các lớp học của ông thường kéo dài cả ngày, từ 15 đến 30 nhân viên cấp cao trong lớp, nhằm hỗ trợ cho việc giảng dạy. Mickhe sáng tác những tình huống nghiên cứu hư cấu được đơn giản hóa cho người tham gia tập vận dụng những kỹ thuật mới mà ông hướng dẫn họ. Quan trọng là ông cố tình tạo ra các ví dụ nằm ngoài ngành nghề của học viên mà ông đang dạy. Đôi khi một khách hàng sẽ hỏi là tại sao ông không sáng tác một tình huống nghiên cứu dựa trên những ngành kinh doanh của chúng tôi. Nó sẽ khiến việc học tương tác tốt hay sao? Và câu trả lời của Mickhe rất là thuyết phục như thế này. Theo cái kinh nghiệm của tôi á, khi mình dùng các ví dụ mọi người mà trong lớp quen thuộc thì có hai điều xảy ra. Cái điều đầu tiên là học viên sẽ nói cho tôi tất cả những gì không đúng với tình huống nghiên cứu hư cấu. Nói mấy chuyện như thực tình chúng tôi không làm như thế, hay là thầy đang dùng những con số lạc hậu rồi. Chuyện đó có thể hiểu được bởi con người muốn mọi chuyện phải đúng. Và khi đúng và không đúng, họ bị ám ảnh bởi cái sự sai, mặc dù tình huống nghiên cứu chỉ là hư cấu. Thứ hai, họ bỏ quá nhiều thời gian cố gắng giải quyết vấn đề và đạt được đáp án đúng, thay vì chú trọng những công cụ kỹ thuật mới tôi đang cố dạy cho họ. Dùng một bối cảnh không quen thuộc sẽ buộc họ tập trung vào những phương pháp tôi muốn họ học được, thay vì sa đà vào số liệu hư cấu của một ngành cụ thể nào đó. Tức là sao ạ? Tức là trên lý thuyết thì nó chỉ là lý thuyết thôi, nhưng mà nó sẽ ra kết quả đối với điều kiện là chúng ta phải thực hành trên thực tế, đúng không ạ? Khi mà chúng ta thực hành trên thực tế, chúng ta sẽ phát hiện ra được là những cái gì mà nó nổi bật để cho chúng ta bán được hàng. Thì cái thực tế với cái trên lý thuyết nó cách xa rất là lớn. Có những người là người ta chỉ học, thực sự là người ta giảng giải rất là hay, thầy nào người ta cũng có những cái hay, có những ưu điểm của người đó. Nhưng mà lý thuyết chỉ là lý thuyết. Nếu mình muốn những cái mà là của mình ấy, thì mình phải thực hành trên chính những cái tình huống của mình. Thì khi mình thực hành trên tính cái tình huống của mình, thì đó mình người ta mới biến cái lý thuyết của người ta thành cái kiến thức của mình. Cái đấy mới là cái quan trọng ha cả nhà ha. Và cái thứ bảy, đó là các câu chuyện nó có tính lan truyền. Nếu mà bạn tạo ra một bài chào hàng xuất sắc ấy, nó sẽ chỉ dừng lại trong căn phòng mà bạn trình bày nó thôi. Nhưng khi bạn kể một câu chuyện tuyệt hay, nó có thể chu du vòng quanh thế giới. Trong cái cuốn sách tạm dịch câu chuyện của bạn là gì á, bậc thầy bán hàng Whatman nhận xét: người bán hàng hiếm khi có thể cùng lúc tiếp xúc với tất cả những người có quyền quyết định. Đây chính là chỗ hữu ích của các câu chuyện, vì chúng có nhiều khả năng lan tỏa từ khách hàng này sang khách hàng khác hơn. Woman giải thích bằng cách đặt câu hỏi: bạn nghe thấy có ai nói thế này lần gần đây nhất là khi nào? Không, ôi, anh sẽ chẳng bao giờ hình dung ra bài thuyết trình của PowerPoint của tôi vừa nghe đâu. Có lẽ là chưa bao giờ, nhưng người ta toàn nói như vậy về một câu chuyện hay. Tức là khi mà chúng ta trình bày một cái bài bán hàng ở trên PowerPoint, có thể người ta sẽ không bao giờ người ta để ý đến đâu ạ. Thế nhưng mà khi mà mình kể câu chuyện về một bản thân của mình, thì người ta sẽ chú ý đến đấy. Ngay cả khi bạn
là người được nghe một bài chào hàng tuyệt vời. Cũng khó để thuật lại cho ai đó khác ở trong văn phòng đúng không ạ? Và trong tay không có tất cả các tài liệu và các trang slide giống như nhân viên kinh doanh. Có khi người ta trình bày bài chào hàng với bạn. Nhưng mà bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng kể lại một câu chuyện. Không cần lời nhắc, ghi chú hoặc thậm chí là không cần một slide nào. Và họ làm được. Và đấy chính là điểm quan trọng. Khi kể một câu chuyện, ví dụ như kể là một cái câu chuyện về trải nghiệm sản phẩm thôi đi ạ. Cũng cùng một sản phẩm y xì đúc đúng không ạ? Nhưng hai người là hai câu chuyện khác nhau. Ví dụ Hoài là một câu chuyện khác, chị Phan Thủy là một câu chuyện khác, bạn Trung cũng một câu chuyện khác đúng không ạ? Thì tất cả chúng ta cùng một sản phẩm nhưng là ba câu chuyện khác nhau. Bởi vì là ba sự trải nghiệm khác nhau, ba căn bệnh khác nhau. Và mỗi một người là có một cái câu chuyện riêng của mình. Thì khi chúng ta có một cái câu chuyện riêng như thế thì có phải là cái câu chuyện của chúng ta nó là sự khác biệt so với những người khác đúng không ạ? Nó không giống một câu chuyện nào khác, tức là nó không có mang cái tính chất là chuyên gia hay là kể một cái lĩnh vực nào đấy, mà nó là câu chuyện riêng của mình, thì nó sẽ làm cho cái câu chuyện của mình người ta dễ nhớ hơn. Và cái thứ 8 đó là việc kể chuyện trao cho bạn cơ hội trở nên độc đáo, tức là sự khác biệt đấy ạ. Câu chuyện của bạn sẽ là sự khác biệt của bạn, nó không giống với câu chuyện của ai khác. Hầu hết người mua hàng chuyên nghiệp đã trải nghiệm tất thảy rồi, họ đã từng nghe một bài chào hàng, mọi chiến lược và mọi câu thử chốt giao dịch trong sách. Họ từng nghe chúng từ bạn, từ các đối thủ của bạn và từ hai người gần đây nhất làm công việc giống bạn. Và như chuyên gia kể chuyện Stevenson nhận xét trong cuốn sách là Phương pháp kể chuyện này, người ta đang khao khát người kể sẽ kể cái gì đó mà họ chưa biết, thì câu chuyện của bạn sẽ cho phép bạn mang lại cái điều đó. Và kể chuyện là cách để bạn trở nên nổi bật giữa đám đông. Và đôi điều chú ý và độc đáo để nói, nó không chỉ tách biệt bạn khỏi đồng nghiệp và đối thủ cạnh tranh, mà còn khỏi các bậc tiền bối. Vì các câu chuyện bạn kể sẽ không phải là những thứ do phòng marketing, đại lý quảng cáo hay thậm chí là trưởng phòng kinh doanh của bạn chế biến. Chúng là những câu chuyện của bạn. Không ai khác có được chúng trừ khi bạn không quyết định chia sẻ. Đúng không ạ? Tức là câu chuyện của mình là câu chuyện thật. Khi mình kể chuyện thật thì cái khuôn mặt của chúng ta ấy, nó sẽ toát lên một cái gì đó, nó sự tin tưởng ở cả nhà ha. Tại sao mỗi câu tâm sinh tướng là vì như vậy? Khi chúng ta nói dối cái sắc mặt của ta nó khác, và khi mà chúng ta nói thật thì cái khuôn mặt của ta nó cũng sẽ định dạng khác cả nhà nha. Cái này rất quan trọng đó. Và tiếp theo, cái số 9 đó là người mua muốn nghe thêm câu chuyện từ bạn đó. Năm 2013 này, Forrest đã thực hiện một bản khảo sát. Bà đã hỏi là 319 người mua hàng ở cấp quản lý thuộc khu vực Bắc Mỹ và châu Âu rằng các nhân viên kinh doanh liên lạc với họ có sự chuẩn bị trước thường xuyên đến mức nào. Nhóm người mua đáp lại khoảng 62% cuộc gặp là nhân viên kinh doanh có hiểu biết về công ty và sản phẩm họ giới thiệu. 42% có kiến thức về ngành của người mua, nhưng chỉ có 21%, tức là thấp nhất trong bản khảo sát, có các ví dụ hoặc tình huống nghiên cứu tương quan để chia sẻ. Nói cách khác, cứ 5 lần chào hàng của nhân viên kinh doanh thì có 1 lần là bao hàm đủ các câu chuyện khiến người mua hài lòng. Mọi người sẽ thấy là trong cái tất cả các cuộc bán hàng thì cái việc mà chúng ta kể cái câu chuyện để khách hàng hài lòng rất là ít đúng không ạ? Ít lắm. Đó, thế nên là việc mà
chúng ta nghiên cứu định tính của chính. Tôi cũng ủng hộ điều này. Một trong những câu hỏi đặt ra cho các chuyên gia thu mua là kiểu câu chuyện nào mà bạn muốn nghe từ nhân viên kinh doanh. Trong các đáp án, nhất quán nhất là về các câu chuyện giúp họ hiểu được như thế là, đây nhá cả nhà nha. Các câu chuyện mà giúp họ hiểu được này, thứ nhất này, đó là tại sao công ty của bạn lại được thành lập và thành lập như thế nào? Bạn là ai? Và các giá trị của bạn là gì? Sản phẩm bạn đang bán được sáng chế ra như thế nào và tại sao? Các câu chuyện về cách tạo ra sản phẩm và mức độ trung thực họ có thể mong đợi ở bạn và các công ty của bạn là gì? Đó là 5 cái yếu tố mà khi mà chúng ta kể một cái câu chuyện nó sẽ mang được đến cho người nghe. Đó. Và tiếp theo đó là số 10. Kể chuyện vui hơn trình bày một bài chào hàng khuôn mẫu đối với cả bạn và cả người mua. Jennifer là giám đốc thu mua của bang Pennsylvania. Cô cho biết này, bạn có thể nhận ra khi một nhân viên kinh doanh đã trình bày cùng một bài chào hàng hết lần này đến lần khác và họ cũng chán ngấy nó, họ lật nhanh cho qua bài PowerPoint tiêu chuẩn, không có nhiều thay đổi trong giọng nói hay dừng lại để xem bạn có câu hỏi nào không. Tức là trình bày, khi mà chúng ta trình bày trên một cái slide hoặc trên một cái khuôn mẫu nào đó, chúng ta cứ thao thao bất tuyệt là chúng ta trình bày đúng không, mà chúng ta không nhìn được cái cảm xúc của cái người ta đang nghe mình hay không. Khi chúng ta không nhìn vào họ thì chúng ta sẽ không biết được họ có thực sự hào hứng với cái bài chào hàng của mình hay không. Nhưng khi chúng ta ngồi kể chuyện thì sao ạ? Khi chúng ta kể chuyện được bằng chính cái câu chuyện của mình thì thương nhiên chúng ta sẽ nhìn thẳng vào mắt người ta, đối diện trực diện với người ta, thì mình sẽ nhìn được cái thái độ của người ta nghe như thế nào, để mình biết cách điều chỉnh cái câu chuyện của mình sao cho nó phù hợp với cái người ta nghe. Ngay cả khi mình trình bày một cái bài chào hàng ở PowerPoint, mình phải rất là nghiêm chỉnh đúng không ạ, nghiêm túc đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà mình kể chuyện thì sao ạ? Mình rất là thoải mái, dễ gần hơn, dễ tiếp xúc hơn. Vì sao mà cái bài kể chuyện của mình nó lại mang cái tính chất là bán vậy, như không bán ha? Đó. Thế nên là khi mà chúng ta kể chuyện á, thì sẽ làm cho khách hàng có nhiều niềm vui hơn và nó vượt qua khỏi sự khuôn mẫu. Và tôi sẽ chia sẻ cái lý do cuối cùng. Nếu tôi để nó là một trong những lý do đầu tiên á, thì vài độc giả sẽ bớt coi trọng toàn bộ các nguyên nhân này. Là tại vì sao vậy? Bởi vì là niềm vui nghe không giống một nguyên nhân chính đáng để thay đổi cách bạn kiếm sống. Nhưng mà nên như thế. Bởi vì sao? Bởi vì là đối với tất cả chúng ta ngày nay, thì cái việc mà chúng ta nhảy vào mặt khách hàng bán luôn sản phẩm, thực sự bây giờ nó không có hiệu quả nữa. Khi mà chúng ta lên các trang mạng, chúng ta cầm cái ngón tay chúng ta vuốt đúng không ạ, thì chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái bài bán hàng, cái bài chào hàng, những cái bài đăng bài của các bạn gần như rất là ít cái sự tương tác. Mọi người để ý khi chúng ta viết một cái bài Facebook thôi, khi chúng ta viết về sản phẩm rất là ít người tương tác, chỉ có những cái bạn trong cái nhóm quen mình đã làm already rồi thì chúng ta mới thấy là người ta mới tương tác với mình thôi. Còn để người lạ, người ta rất ít tương tác, bởi vì người ta rất là mẫn cảm với cái sự mà đập thẳng vào mặt người ta làm một bài bán hàng. Sản phẩm trên thị trường nó rất là nhiều. Vì vậy mà cái việc mà chúng ta bây giờ chúng ta bán hàng thẳng vào mặt khách hàng nó không còn hiệu quả nữa. Vậy thì cái việc kể một câu chuyện để mang đến cho khách hàng một cái niềm vui, thực sự bây giờ nó đang là một cái mà chúng ta cần phải học hỏi, để chúng ta biết rằng là
kể cho khách hàng, kể cái câu chuyện của mình để khi mà khách hàng tiếp xúc với mình thì khách hàng sẽ biết mình là ai này, mình đến từ đâu này, câu chuyện của mình là như thế nào, để cho người ta biết mình là ai đã. Khi biết rồi thì được sao ạ? Thì người ta thấy là ồ, mình thân thiện, mình tin cậy thì lúc đấy người ta mới thích, đúng không ạ? Thích xong rồi mới tin tưởng, đúng không ạ? Tin tưởng rồi chúng ta mới bán. Chứ bây giờ để bán hàng ngay lập tức đối với những người lạ trên online cực kỳ là khó, mọi người để ý thấy là khó, khó cực kỳ. Vì vậy mà việc 10 cái yếu tố mà ngày hôm nay chúng ta được học để kể lên một câu chuyện, nó rất là quan trọng trong cái công việc kinh doanh của chúng ta để chào bán một sản phẩm. À, thì bây giờ Hoài tổng kết này. Tổng kết này, 10 lý do thuyết phục bạn tại sao mà bạn phải kể chuyện là công cụ bán hàng tuyệt vời. Cái thứ nhất, các câu chuyện khiến người mua thư thái và sẵn lòng tập trung lắng nghe. Các câu chuyện giúp xây dựng các mối quan hệ vững chắc. Việc kể chuyện có thể tác động tới khu vực thực sự đưa ra quyết định trong não bộ. Cái thứ tư là các câu chuyện khiến khách hàng dễ nhớ bạn, ý kiến của bạn và sản phẩm của bạn. Thứ năm đó là kể chuyện giúp nâng cao giá trị sản phẩm bạn đang bán. Cái thứ sáu đó là kể chuyện giúp nêu bật lên ý chính bằng cách chuyển câu chuyện sang một bối cảnh khác. Và cái thứ bảy là các câu chuyện có tính lan truyền. Cái thứ tám đó là việc kể chuyện giúp bạn trở nên độc đáo. Cái thứ chín đó là người mua muốn nghe thêm câu chuyện từ bạn. Và cái thứ 10 đó là kể chuyện vui hơn trình bày một bài chào hàng khuôn mẫu. Đó là 10 cái lý do để thuyết phục bạn tại sao mà kể chuyện này là một cái công cụ bán hàng tuyệt vời nhất. Đó là toàn bộ cái chương sách hôm nay mà muốn truyền tải cho cả nhà. Bây giờ còn thời gian chúng ta sẽ thi kể chuyện ha. Nhà mình đã sẵn sàng chưa ạ? Bởi vì sao? Bởi vì là lý thuyết thì như thế, nếu chúng ta không 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 thực hành trên cái thực tế thì lý thuyết nó chỉ là lý thuyết thôi. Bây giờ ai trong nhà mình bán hàng bằng câu chuyện hay nhất, mình giơ tay lên để hỗ trợ giúp đỡ cộng đồng mình ha. Và cách kể như thế nào thì mọi người sẽ thực hành luôn trên này. Giơ tay lên ạ. Bán mà như không bán. Em mời chị Phan Thủy ạ. À, xin chào cả nhà, cái chương sách hôm nay của Hoài giá trị quá, tuyệt vời. Thực sự là vô cùng tuyệt vời, vô cùng giá trị. Nay trả cho Hoài bao nhiêu tiền nhỉ? Để có được cái những cái kiến thức nó giá trị như thế này. Bán hàng như vậy thì vô cùng nhẹ nhàng. Thì trước tiên Thủy kể cho cả nhà câu chuyện mà Thủy đã từng bán được cơ hội kinh doanh cho những người có thu nhập 300 triệu một tháng mà họ vẫn mua cái cơ hội kinh doanh này. Thế thì câu chuyện đó là gì? Thì đó là câu chuyện nhân văn của sản phẩm Wellness. Câu chuyện nhân văn của sản phẩm Wellness ra đời như thế nào? Thì Thủy có câu chuyện của bản thân mình ha. Thế và thì kể kể cả cái câu chuyện nhân văn của sản phẩm Wellness. Thì xin chia sẻ màn hình ở đây. Chúng ta hãy nhớ về điều này, nó rất là tuyệt vời. Sao nó màu đen?
Rồi, ok cả nhà. Câu chuyện nhân văn của sản phẩm Garnet ha. Thì kể cho cả nhà đây này. À, trong sách này của chúng ta này, nó cũng có một phần rất là hay. Tức là tại sao công ty của bạn thành lập và thành lập như thế nào, thì trước khi kể câu chuyện Garnet, tức là trước khi mà kể câu chuyện nhân văn của Garnet thì chia sẻ với cả nhà. À, tại sao công ty OK lại có mặt trên thế giới này, ý tưởng như thế nào? Tức là bắt đầu từ hai nhà đồng sáng lập của OFFAM với ý tưởng là mang sản phẩm thiên nhiên Thụy Điển đến cho người tiêu dùng trên toàn thế giới được sử dụng sản phẩm chất lượng cao như giá thành hợp lý. Đó là mang cái giá trị về thiên nhiên để cho mọi người được sử dụng sản phẩm chất lượng tốt. Tức là trên thế giới thì rất nhiều các hãng mỹ phẩm, nhưng mà đa số là các công ty hóa mỹ phẩm, có nghĩa là trong sản phẩm có hóa chất. Hóa mỹ phẩm tức là được quyền bỏ hóa chất vào trong những cái sản phẩm về trang điểm, về làm đẹp, về sản phẩm tiêu dùng. Thì đây là một ý tưởng khác biệt của OK. Đó có nghĩa là chỉ lấy thiên nhiên tươi đẹp cộng với công nghệ khoa học và đưa những cái sản phẩm đó đến tay người tiêu dùng trên toàn thế giới. Thế nhưng mà với chất lượng cao như vậy, chất lượng người châu Âu mà từ thiên nhiên lại không có hóa chất mà đưa tới người tiêu dùng trên toàn thế giới, thì làm sao để giá nó rẻ, giá nó hợp lý? Thì bằng cái phương pháp là bán hàng trực tiếp, đưa sản phẩm trực tiếp từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, cắt bớt các khâu trung gian. Và chúng ta là khâu trung gian, là kết nối. Nhà phân phối là người tư vấn để kết nối đưa sản phẩm chất lượng tốt đến người tiêu dùng. Đấy là lý do ra đời của Auditrend. Thế thì với một cái triết lý làm đẹp từ nội thể, làm đẹp từ, tức là không phải chỉ vẻ đẹp giả tạo từ bên ngoài, trang điểm mới đẹp, hết trang điểm hết đẹp, mà một cái vẻ đẹp từ nội thể, tức là bạn khỏe thì làn da bạn sẽ đẹp một cách tự nhiên. Khi bỏ trang điểm ra, làn da của bạn vẫn đẹp, sức khỏe bạn vẫn tốt. Thì với ý tưởng đó thì OFFAM đi tìm một cái giải pháp là làm sao để có một cái sản phẩm để sử dụng về dinh dưỡng, để sử dụng từ bên trong để cho nó khỏe. Thì cái sự mong đợi đó, cái khát khao đó đã kết nối. Và hai nhà đồng sáng lập của chúng ta rất yêu khoa học. Và chính vì vậy, năm 2006, OFFAM đã gặp được giáo sư Sittin ở tại trung tâm Ecolosa của Thụy Điển. Và với đem cái mong muốn của mình kể câu chuyện đó cho giáo sư Sittin, thì nó lại đồng một cái quan điểm. Giáo sư Sittin, đây câu chuyện Garnet ra đời nó như thế này, cả nhà nhé. Thì lúc bấy giờ thì giáo sư Sittin là người sáng lập ra cộng đồng Ecolosa Thụy Điển. Ông là một giáo sư Sittin là một nhà khoa học mà gọi là cấy ghép nội tạng nổi tiếng tại Thụy Điển và trên khắp thế giới. Ông đã sáng chế ra những cái gọi là cái máy lén tim nhân tạo để cứu sống hàng ngàn những con người mà phải cấp cứu trong những cái ca mà cấp cứu về tình trạng mà nhồi máu cơ tim, về tim mạch ấy. Thì cái máy nén tim đấy hiện nay vẫn sử dụng trên toàn thế giới. Và ông là nhà khoa học với hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y khoa và là tác giả của 150 ấn phẩm về y khoa. Thế thì hàng ngày ông chứng kiến rất nhiều cái chết của bệnh nhân, cái chết rất đáng tiếc khi người ta chưa, tức là trước phẫu thuật sức khỏe không đủ để lên bàn mổ, và sau phẫu thuật thì không đủ sức để phẫu thuật xong rồi thành công rồi, nhưng mà vì là không đủ cái chất dinh dưỡng để có thể sống sót sau đó. Thế thì những cái chết đáng tiếc đó là động lực cho giáo sư Sittin nghiên cứu ra một dạng dinh dưỡng mà ông nhận thấy rằng là chỉ trong bữa ăn thông thường thì nó không thể đủ được. Nếu mà hàng ngày chỉ ăn cơm bằng bữa ăn thông thường, những cái thực phẩm đơn thuần đó, thì không đủ sức cho bệnh nhân sống sót cho đến khi mà qua những cái cơn nguy kịch đó. Tại vì những cái ca phẫu thuật nó rất là tốn kém và nó rất là quan trọng như vậy, nhưng mà đã xong rồi nhưng cuối cùng bệnh nhân lại không sống được. Và đó là hàng ngày chứng kiến nhiều những cái chết đáng tiếc đó. Và đây là động lực cho giáo sư Sittin dành 8 năm trời để nghiên cứu ra dòng sản phẩm Natural Vanasec, là một cái dinh dưỡng cân bằng tự nhiên cho cơ thể. Và chính vì cái thông thường á, các công ty sản phẩm ra đời vì sao?
vì lợi nhuận về kinh tế. Cái điều này cũng rất là bình thường và nó không sao. Ví dụ như người ta muốn sản xuất ra sản phẩm để người ta kinh doanh thì lợi nhuận phải đặt lên hàng đầu. Và làm sao để bán được giá cao nhất? Thì ở đây sản phẩm ra đời của Wellness lại hoàn toàn không phải như vậy. Vì một ý tưởng là cứu người bệnh. Và cái công trình nghiên cứu này thành công trên cả mong đợi khi thử nghiệm lâm sàng. Thì không chỉ tốt cho người bệnh, cứu được người bệnh mà giáo sư hiểu được rằng là nó còn dành cho những người phòng bệnh nữa. Tức là không phải để đợi là đến khi mà người ta bệnh nặng chết rồi mới sử dụng. Mà sản phẩm này quan trọng là dành cho người ta uống để phòng bệnh. Và khi mà bổ sung vào cơ thể như vậy thì không chỉ dành cho người để phòng bệnh mà còn dành cho những người làm đẹp. Muốn đẹp, muốn khỏe, muốn đẹp thực sự từ nội thể thì phải cân bằng dinh dưỡng từ bên trong cơ thể. Và giáo sư đã nghiên cứu thành công công trình hơn cả sự mong đợi. Và vậy thì làm sao, đặc biệt là như này, những người mà được thử nghiệm lâm sàng á, thì cái kết quả cực kỳ là cao. Và khi đó thì làm sao để bán cái sản phẩm này ra với người tiêu dùng chất lượng tốt như giá thành hợp lý nhất. Và khi đó là hai nhà đồng sáng lập đã gặp nhau, OK, và cộng đồng chung Igolosa Thụy Điển đã gặp nhau với hai ý tưởng đẹp này. Vậy thì giáo sư Sittin muốn đưa sản phẩm này tới tay người tiêu dùng và đã chọn Oriflame là nơi để cung cấp sản phẩm này với chất lượng như vậy đến tay người tiêu dùng với ý tưởng mà của Oriflame, trùng hợp với ý tưởng của Oriflame. Và giáo sư Sittin là một nhà khoa học rất là giàu có tại Thụy Điển, và ông là một con người sống muốn gọi là trao giá trị cho cộng đồng, muốn cho đi giá trị lớn của mình. Và thành tựu khoa học của ông đã tặng, thành công của ông đã tặng cho Oriflame. Và từ đó giáo sư Sittin đã trở thành đối tác khoa học của Oriflame. Và tất nhiên là Oriflame thì cũng đáp lại tấm lòng đó, cũng tài trợ cho trung tâm Igorosa để viết, giúp cho công trung tâm Igorosa phát triển. Và hai ý tưởng đó lớn đó gặp nhau cho lên sản phẩm Wellness đã được ra đời và bán tại Oriflame bằng phương thức bán hàng trực tiếp và độc quyền của Oriflame. Không có một nơi nào thứ hai được bán cái sản phẩm này ra người tiêu dùng. Và Thủy cũng rất là may mắn là mình là một trong những người được đầu tiên được học về Wellness và được và đã cũng từ cái câu chuyện nhân văn này mà Thủy rất là yêu cái sản phẩm này và đã sử dụng nó, trải nghiệm nó và đã ra cái kết quả là mình có tới, bản thân mình là một người phụ nữ có đến 5-7 cái loại bệnh, năm được khuyến nghị, được cuộc sống này trao cho mình tới 5 cái loại bệnh nặng khi mình ngoài 30 tuổi. Và trong lúc đang đi tìm một cái giải pháp cho sức khỏe, lúc bấy giờ thì làn da thì xấu, sạm, nám, sức khỏe thì yếu, nào thì bị rối loạn tiền đình rất là nặng, bị suy nhược thần kinh nặng luôn, đến mức mà mình không kiểm soát được cái hành động của mình. Cầm tiền trên tay, ngày xưa có tiền giấy á, vừa nói chuyện mà có thể là tiền còn xé tiền, tức là gần bị tâm thần đấy cả nhà. Thì đi khám bác sĩ bảo phải bớt công việc lại chứ không thế này phải vào bệnh viện tâm thần thời đó đấy cả nhà. Thế ngoài ra thì mình còn bị mổ và liệt dây thần kinh 7, thì khuôn mặt tức là nó bị tật á, rất là xấu xí. Rồi sức khỏe thì yếu, thì làn da xanh, sạm nám, rồi mụn đầy mặt, đấy là làn da của mình lúc bấy giờ. Và sau đó thì mình dẫn đến một bệnh rất là nặng, đó là viêm xoang hơn 20 năm. Đó là những cái bệnh mà gọi là cuộc sống sau 30 năm có được gia đình và hai đứa con và công việc, nó đã làm cho mình trở thành một người phụ nữ như vậy, mất tự tin. Và đầu tóc thì rụng hói cả đầu luôn. Là cuộc sống đi về một cái sự bế tắc, vừa là không có sức khỏe thì tiền làm được bao nhiêu nó cũng ra đi vì sức khỏe không có. Thế thì mình đang đi tìm một cái giải pháp đó thì gặp được Oriflame. Thì 2008, 2007 mình biết, 2008 tập trung làm, và đến 2009 thì Wellness về Việt Nam. Mình là một trong 60 người đầu tiên là những người kinh doanh tốt và được học, được 60 người đầu tiên của khu vực châu Á, Thái Bình Dương được gặp các giáo sư, các nhà khoa học của Thụy Điển vào Việt Nam. Học 2 ngày tại Việt Nam về Wellness và mình thấy đây là cái mình đang cần.
Và sau đó thì không phải ai cũng được mua sản phẩm này. Mình đã, những người học này đã được ưu tiên mua một bộ sản phẩm Wellness này. Và lúc bấy giờ mình chưa được trải nghiệm ngay và mẹ mình còn yếu hơn mình nữa. Và mẹ bị xương khớp rất là nặng luôn và bị viêm họng vô cùng nặng luôn. Thế là mình mua bộ sản phẩm đầu tiên thì bắt đầu cho mẹ trải nghiệm vào phải 3 ngày gọi điện liên tiếp để phân tích cho mẹ về sản phẩm này. Mẹ mới sử dụng và rất là tuyệt vời. Sau khi mẹ sử dụng hết bộ sản phẩm này, mẹ cho một câu chuyện là đầu gối của mẹ không còn đau nữa, cái lưng của mẹ không còn đau nữa, mẹ đã đứng thẳng được lên rồi. À, cái thuốc của con sao nó tuyệt vời như thế, rồi bây giờ cái họng của mẹ nó giảm rất là nhiều rồi. Thế là sau một bộ sản phẩm thì bệnh của mẹ mình phải giảm được tới khoảng độ 50% mẫu tài không cả nhà. Thế và sau đó thì mẹ sử dụng rất là đúng đủ đều. Thế là mình tin tưởng thì bắt đầu là sản phẩm về Việt Nam thì mình được mua lần tiếp theo. Thì mình đã cho phép mình sử dụng và sau đó cho phép con mình sử dụng. Thì chỉ sau 3 tháng sử dụng bệnh của mình nó giảm từ 10, 20%, 30% cho đến phải đến 70% sau 3 tháng mình sử dụng sản phẩm đó. Mình không còn rối loạn tiền đường, không còn nhức đầu. Mỗi buổi trưa, mỗi buổi tối mình phải nhức đầu như búa bổ thì nó không còn nữa. Và từ từ là cái bệnh xương khớp của mình thì sau 3 tháng sử dụng thì mình thấy là wow, nó rất là tuyệt vời. Lên cầu thang thì chân nó không kêu gộp 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 nữa. Rồi sau mình lại thấy là cái xoang của mình nó không nhức đầu cỡ như ngày xưa, là cái trái gió trở trời nó lại đau nhức. Rồi cái con người mình nó ổn định từ từ, thần kinh nó không bị lúc nào bỏng. Nó như là ong trong đầu ấy, và nó rất là kinh khủng luôn. Thế là làn da nó rất là tuyệt vời, nó sáng lên phải đến là 33% sau 3 tháng. Mịn màng hơn, trắng sáng hơn và mụn từ từ hết. Còn nám thì phải sau 1 năm. Thì nám nó từ từ cho đến bây giờ cả nhà chẳng ai nhìn thấy đồi mồi và nám của mình trên tay và trên mặt. Tay mình trước kia rất là nhiều đồi mồi. Và rất là tuyệt vời thì đã được qua Thụy Điển lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba và được chụp hình với giáo sư Sittin trên hình. Thủy cái áo màu trắng cùng với giáo sư Sittin, còn bên phải, đấy là bên trái, bên phải là nữ hoàng, hoàng hậu của Thụy Điển tại trung tâm Igolosa của Thụy Điển. Đó, là bây giờ là rất là tâm đắc với Wellness và đang sử dụng Wellness. Hoàng hậu con sự của Thụy Điển con sử dụng. Thì chúng ta may mắn được sử dụng một cái sản phẩm do Hoàng hậu Thụy Điển sử dụng. Thế thì nó rất là tuyệt vời, là không chỉ thử nghiệm lâm sàng trên những người tình nguyện mà thực tế bằng những người tình nguyện như Thủy, gia đình nào sử dụng từ Thủy, nhất từ câu chuyện của gia đình Thủy xong, lan truyền đi cộng đồng DVS và Oriflame, toàn Oriflame Việt Nam, hàng ngàn câu chuyện tại Việt Nam và trên thế giới đã chứng minh cho chúng ta rằng những cái bệnh lâm sàng như là của Thủy, quên những cái bệnh mà bệnh gọi là bệnh mãn tính như là Thủy đã gặp, như là rối loạn tiền đình, rồi xương khớp, rồi da rẻ xấu sạm nám, rồi thì viêm xoang nặng, rồi suy nhược thần kinh, rồi đau nhức nửa đầu, đó là những cái bệnh đó. Rồi thì về sau này thì rất nhiều câu chuyện như là tiểu đường, huyết áp, tim mạch, rồi kể cả những bệnh ung thư đều là bệnh mãn tính. Thì Wellness không phải là thuốc để chữa, chúng ta nên nhớ điều đấy, nhưng dinh dưỡng cân bằng tự nhiên đã giúp cho chúng ta gì, vẻ đẹp nội thể từ bên trong, cân bằng dinh dưỡng từ bên trong, và tự khi cơ thể đã cân bằng rồi, các chức năng trong cơ thể sẽ tự nhiên được phục hồi một cách tự nhiên, từng tế bào khỏe mạnh thì từng chức năng sẽ khỏe mạnh và nó sẽ phục hồi và nó làm tốt công việc của nó. Có nghĩa là tự cơ thể sẽ chữa bệnh khi chúng ta bổ sung đúng cái nguyên liệu, đúng đủ đều, có tên là dinh dưỡng cân bằng tự nhiên. Wow, đây. Thôi không nói combo Wellness. Đó, đấy là Wellness đó cả nhà. Wellness là sản phẩm, là một cái tên. Wellness là một cái tên để được gọi về dòng dinh dưỡng cân bằng tự nhiên của Oriflame cho chúng ta sử dụng. Thế và Thủy đã sử dụng là ngày rất là hay, là ngày một gói viên 3 ly bột, đấy là thời gian đầu, và sau đó thì tăng lên là 1 ly sơ, 2 viên canxi, 3 viên atoxantin, đấy cứ đúng đủ đều như thế. Và để có một cơ thể khỏe mạnh, đến bây giờ thì hơn 50 tuổi rồi, làn da càng ngày càng đẹp, cơ thể càng ngày càng khỏe, càng trẻ da, vẻ đẹp nội thể từ bên trong thực sự là một điều rất tuyệt vời. Đó là sự kết hợp giữa câu chuyện ra đời nhân văn của Oriflame và câu chuyện Wellness của giáo sư Sittin, và chúng ta hãy cảm ơn con người tuyệt vời
Cảm ơn giáo sư Sittin. Chính vì vậy là câu chuyện này, cho nên sản phẩm Garnet nó có sự khác biệt, nó không giống như hàng ngàn sản phẩm chức năng ngoài kia họ bà ra đời vì là ý nghĩa vì là lợi nhuận lên hàng đầu. Còn đây là giáo sư Sittin 8 năm trời nghiên cứu sản phẩm này với ý nghĩa là cứu giúp cộng đồng, mang giá trị lớn đến cho cộng đồng. Cho nên giáo sư mới tặng công trình nghiên cứu này, chứ ông bán ra ngoài thì một bộ Garnet này có thể là phải hơn 10 triệu. Chúng ta mới được một cái bộ dinh dưỡng cân bằng tự nhiên cho cơ thể như vậy. Những cái sản phẩm tương tự bên ngoài thị trường họ phải 30 mấy triệu mới bằng một cái bộ sản phẩm của chúng ta chỉ khoảng độ 3-4 triệu thôi. Đấy, kết quả sau sử dụng là như thế. Rất nhiều câu chuyện đã kể cho mình. Mình thấy là mình trong quá trình hơn 10 năm mình đi trải nghiệm Garnet và sử dụng thực tế và lan tỏa cho cộng đồng, mình thấy rất nhiều người kể chuyện là họ mất vài chục triệu, họ sử dụng chê khoảng độ 1-2 tháng. Họ không đạt kết quả bằng là chỉ mua một bộ Garnet khoảng 3-4 triệu mà họ sử dụng hơn 1 tháng là khoảng 42 ngày. Kết quả còn hơn cả sự mong đợi, giống như câu chuyện của Thủy. Đó là lý do chúng ta nên sử dụng Garnet và chúng ta chọn Garnet để giúp để là cái giải pháp cho sức khỏe toàn diện của gia đình mình. Thủy xin được dừng lại ở đây. Đấy là câu chuyện của Thủy. Cảm ơn chị. Tức là câu chuyện của chị Thủy có giống ai không ạ? Không giống ai, đúng không ạ? Tức là câu chuyện của chị Thủy nó mang sự khác biệt thì người ta sẽ rất là dễ nhớ. Nhưng mà chung một sản phẩm nha cả nhà nha, cùng chung một sản phẩm như thế, nhưng mà câu chuyện của mỗi một người trải nghiệm sản phẩm nó là sự khác nhau. Vì vậy mà chúng ta hãy năng kể cái câu chuyện của mình lên, thì khi chúng ta kể câu chuyện thì cái việc bán hàng nó không hề khó. Và mọi người sẽ thấy trong những cái tình huống của mọi người sẽ thấy cái quy trình của mình chốt vào nét đấy, chủ yếu là kể chuyện, kể câu chuyện của mình này, câu chuyện của khách hàng này, đúng không ạ? Thì khi mà kể những câu chuyện như thế thì mọi người sẽ dễ bị thuyết phục hơn. Xin cảm ơn cái câu chuyện vô cùng tuyệt vời của chị Phan Thủy. Và thời gian đọc sách của chúng ta hiện nay đang hết rồi ạ. Chúng ta sẽ hẹn nhau vào 5 giờ sáng ngày mai ha. Xin cảm ơn cộng đồng TBS.